Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2022. Vụ mùa năm 2011, mặc dù tổng diện tích gieo trồng kê hàng năm toàn tỉnh giảm, song sản lượng lương thực có hạt vẫn đạt trên 142.891 tấn, tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ. Đối với sản xuất vụ đông, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết khiến năng suất toàn vụ giảm tổng giá trị sản xuất toàn vụ đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi khó khăn trong niên vụ sản xuất trước và dự báo những điều kiện phục vụ sản xuất trong niên vụ này, vụ mùa năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu đặt mục tiêu gieo trồng 32.000 ha, vụ đông trong 15.000 ha lúa và cây lương thực có hạt. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất trong vụ mùa vụ đông năm 2022 tính theo giá hiện hành đạt từ 2.700 đến 2.900 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng nhiều giải pháp cụ thể để triển khai vụ mùa vụ đông năm 2022. Trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa tập trung có chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ, việt gáp, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành đô thị loại 4 và làm tiền đề để trở thành thị xã vào đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Do vậy, huyện Vĩnh Tường đang tập trung nguồn lực để xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, khung đô thị, tạo sự kết nối giao thương, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư. Hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng mang tính liên kết vùng kết nối vĩnh tường với các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và địa phương lân cận như dự án đường vành đai ba tỉnh vĩnh phúc đoạn vĩnh sơn bình dương dự án đường từ quốc lộ hai đi chợ vàng dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đường trung tâm huyện vĩnh tường giai đoạn hai để các dự án đảm bảo chất lượng thi công và phát huy hiệu quả đầu tư sau khi bản giao đi vào sử dụng ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường tập trung chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện tốt công tác thẩm định phê duyệt dự án lựa chọn được nhà thầu và thực hiện chặt chẽ nghiêm túc công tác quản lý, giám sát. Đến nay, hầu hết các dự án đều đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trong quá trình uh, triển khai thì cũng về thứ nhất là thuận lợi thì cũng về mặt bằng thì gần như không cũng không còn vướng mắc. Nhưng cũng khó khăn uh, bây giờ hiện tại đang là vào cái thời tiết là vào mùa mưa. Hiện tại thì uh, bây giờ để đảm bảo tiến độ thì đơn vị đang tập trung nhân lực máy móc thiết bị cho làm thêm tăng ca để đảm bảo những cái ngày thời tiết nắng giáo thì có thể đáp phải kịp tiến, tiến độ cho dự án. Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, Huyện Vĩnh Tường đã tích cực huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư, tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hiện nay huyện Vĩnh Tường thì đang tập trung nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông để phát triển khung đô thị của Vĩnh Tường để đạt được tiêu chí đô thị loại 4 và các tuyến đường trục chính, tuyến đường vành đai đô thị thì cũng sẽ được đầu tư. Qua đó cũng sẽ mở ra cái không gian phát triển để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và đầu tư trên địa bàn huyện. Hạ tầng giao thông tốt là điều kiện thuận lợi để Vĩnh Tường ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư và địa phương, góp phần tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn là tiền đề quan trọng để Vĩnh Tường sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thị xã trong tương lai. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ y tế tham gia phục vụ tại SEA Games 31. Tại lớp tập huấn, các cán bộ y tế được hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ SEA Games 31, đảm bảo an toàn cho các vận động viên và đại biểu tham dự. Cùng với công tác phòng chống dịch. Ngành y tế tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế tại các địa điểm lưu trú và thi đấu SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thường trực cấp cứu, sơ cấp cứu tại chỗ và vận chuyển cấp cứu đến bệnh viện kịp thời. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước tại các địa điểm phục vụ SEA Games 31 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Vinh dự được lựa chọn đăng cai đồng tổ chức các môn thể thao trong khuôn khổ SEA 31. Đây cũng là dịp để du khách trong nước và quốc tế biết nhiều hơn về Vĩnh Phúc. Là một trong các đoàn có mặt sớm tại Vĩnh Phúc tham gia tranh tài ở bộ môn gôn, ngay sau khi ổn định nơi ăn, chỗ ở, làm quen với địa điểm thi đấu là sân Quân đập vạc. Đoàn vận động viên của Malaysia đã tranh thủ tìm hiểu các thông tin về du lịch của Vĩnh Phúc. Tôi thấy khí hậu ở đây rất mát mẻ, không nóng, tương đồng với khí hậu ở đất nước chúng tôi, Ẩm thực ở đây rất ngon, con người thân thiện, chúng tôi rất hài lòng. Được tham dự một giải đấu gôn lớn trong khu vực, các vận động viên của đoàn Malaysia rất ấn tượng về sự chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu môn gôn của tỉnh Vĩnh Phúc cho sinh ngày 31. Tôi thấy sân gôn ở đây rất đẹp, con người rất thân thiện. Là một trong những đơn vị được tỉnh lựa chọn cung cấp dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ cho các đoàn, vận động viên, quan khách quốc tế ở bộ môn gôn khách sạn 5 sao Dixta đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, tất cả với mục tiêu phục vụ chu đáo để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước về điểm đến an toàn, du lịch trọn vẹn. Trước đây tôi đến đây thì chung quanh đây cũng chưa có một cái nhà hay là một cái khách sạn nó to như thế này, một khách sạn 5 sao mà tầm cỡ cũng như các tỉnh thành khác, đặc biệt như ở Hà Nội, tôi cũng đi rất nhiều nơi rồi chúng tôi thấy rằng là ở đây là có 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 một cái cảnh quan và nó được thay đổi rất là nhiều theo chiều hướng rất là tốt chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự là một trong những nơi được lựa chọn và quảng bá cho Vinh Phúc ra toàn thế giới đặc biệt là bắt đầu từ khu đông Nam Á thì chúng tôi đã, đã đã cố gắng để làm sao chuẩn chỉ nhất theo đúng tiêu chuẩn của năm sao quốc tế bên cạnh đó thì tất cả các món ăn của các nước có đạo hồi thì chúng tôi có chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ được các cái về văn hóa tôn giáo cho các nước và đặc biệt là đảm bảo dinh dưỡng cho vận động viên thi đấu. Đây cũng là cơ hội rất tốt cho Vĩnh Phúc cũng như cho khách sạn Desista Vĩnh Phúc để quảng bá du lịch ra toàn thế giới. Mỗi điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng nằm trong chương trình thi đấu các môn Singapore 31 sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh, cảnh quan thiên nhiên, con người Vĩnh Phúc thân thiện, mến khách, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31, sự kiện lớn của thể thao các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, 16 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 năm 2011, tại khu vực nhà nghỉ Tự Anh, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương có hành vi cất giữ trái phép một gói ma túy đá có tổng khối lượng 48,57 gram và 85 viên nén màu đỏ được giám định là ma túy có khối lượng hơn 8,1 gram để bán cho các đối tượng nhận với mục đích thu lợi bất chính. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về chất ma túy, gây mất trật tự trị an và an toàn trong xã hội, ảnh hưởng đến nòi sống, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người. Bản thân bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương là người có nhân thân xấu, đã từng bị kết án 8 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương 16 năm tù theo điều 51, 52 của Bộ luật hình sự.